Đến nay toàn tỉnh đã có 96 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó 5 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong năm 2023 đang chờ hội đồng thẩm định cấp tỉnh họp đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt cần tháo gỡ. Cụ thể ngày 4 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các xã khu vực 3 và khu vực 2 nếu đạt chuẩn nông thôn mới sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ về y tế giáo dục. Điều này đòi hỏi nhiều địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới. Không những vậy, Gia Lai có địa bàn rộng, tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn còn cao, chỉ 25,59% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Cơ sở hạ tầng còn thiếu, đầu tư xây dựng nông thôn mới của các địa phương cần nguồn vốn lớn. Theo kế hoạch, năm 2024, toàn tỉnh phân đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các xã đăng ký nhưng chưa đạt chuẩn năm 2023 tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại.